Cậu bé này vừa mới tỉnh lại thì phát hiện mình đã xuyên không về quá khứ năm cậu 9 tuổi. Kiếp trước cậu là hiệp sĩ huyền thoại Joshua của đế chế Avalon, nắm trong tay tử thần ngân thương quét ngang thiên hạ. Cơ mà thời điểm hiện tại cậu chỉ là một thằng nhóc chăn ngựa thôi buồn thiệt chứ. Joshua còn chưa định thần lại thì có ba tên lính bước tới bảo cậu đi hốt phân ngựa, ba anh dai đúng là chán sống mà. Joshua lập tức nhận ra bọn chúng là quân lính của công tước anus Thực ra Joshua vốn là con trai của công tước nhưng mẹ của cậu lại chỉ là một người hầu địa vị thấp kém nên cậu thường xuyên bị đám nô bộc bắt nạt. Bọn chúng không chỉ khinh thường Joshua mà còn xúc phạm mẹ cậu. Ánh mắt của cậu đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, làm cho tên lính đang chuẩn bị ra tay với cậu có chút sợ hãi. Hắn thẹn quá hóa giận liền vung gậy lao tới, thằng con hoang mày dám trừng mắt với tao à? Joshua kiểu anh lại sợ chú quá lập tức ra đòn tung một đấm cực mạnh vào bụng của đối phương, hắn nhanh chóng gục xuống vì đau đớn không thể đứng dậy thấy vậy một tên khác lập tức rút kiếm bước tới đối mặt với thế công của tóc nâu joshua cúi xuống né đòn cực kỳ mượt mà sau đó cậu nhanh chóng đi đường quyền vào mõm đối phương nhìn thấy hai thằng bạn đã gục tên còn lại lập tức rén ngang không dám tiến lên nửa bước vì tiêu hao quá nhiều mana nên cơ thể của joshua bắt đầu rơi vào trạng thái kiệt sức anh mê liền gáy để dọa đối phương a à thì ra mày chọn cái chết quá sợ hãi hắn ta lập tức bỏ chạy mặc kệ hai thằng bạn của mình sau đó cơ thể của joshua đã đến giới hạn cậu cũng kiệt sức mà ngã xuống đất Bên này tên lính bỏ trốn đã báo cáo tất cả mọi chuyện với công tước Anus. Công tước vô cùng ngạc nhiên, không ngờ đứa con trai này của ông chỉ mới 9 tuổi mà đã có thể sử dụng mana. Đó là một điều chưa từng xảy ra trong lịch sử của đế chế Avalon. Cận vệ của công tước là Chifon cho rằng tên lính đang nói dối. Thế là công tước quyết định sẽ tự mình kiểm chứng điều đó. Lúc này Joshua đã tỉnh lại và đang đợi ở trong hành lang của nhà chính. Tên nhóc đầu vàng này là Babel, anh trai cùng cha khác mẹ với cậu. Vừa nhìn thấy thằng em Babel đã đi đường quyền. Cơ mà anh men lại xin cái tuổi luôn lập tức nắm chặt cú đấm của nó rồi bóp thật mạnh vang lên những tiếng răng rắc. Cũng may là công tước Anus kịp thời xuất hiện cứu thằng ôn con một mạng. Thấy được phụ thân Ba Bel nhanh chóng quỳ xuống làm lễ vấn an theo kiểu quý tộc. Công tước Anus hỏi hai đứa vừa mới làm cái gì thế thì Ba Bel vội vàng giải thích bọn con chỉ chơi đùa với nhau thôi. Nhìn thấy Joshua vẫn đứng đó chi phon liền nhắc nhở Joshua thiếu ra ngài đang bất kính với công tước đại nhân đó. Công tước Anus cũng không so đo ông chỉ muốn xác nhận xem joshua có thật sự sở hữu mana hay không babel cho rằng một thằng con hoang suốt ngày đi hốt phân ngựa như joshua thì không thể nào có mana được lúc này công tước anus đã nắm lấy cổ tay của joshua ông cảm nhận được trong cơ thể cậu có một thứ gì đó nhưng rồi công tước anus lại thả tay joshua ra và nói ông không cảm nhận được mana của cậu babel lập tức mỉm cười đắc chí biết ngay mà thằng con hoang này làm sao có thể sở hữu mana được chứ mặc dù joshua không có mana nhưng anus lại cảm giác được đứa con này vẫn còn có một thứ gì đó mà ông không biết thế là công tước anus quyết định kể từ bây giờ joshua sẽ được phép sống trong nhà chính Babel lập tức phản đối cho rằng mình là con vợ cả còn joshua chỉ là con của người hầu tuy nhiên đối mặt với ánh mắt uy nghiêm của phụ thân Babel không dám làm trái chỉ có thể nghe theo sau đó chi đã dẫn joshua đến một căn phòng rộng rãi kể từ giờ căn phòng này chính là nơi ở mới của cậu cơ mà chi đối với joshua vẫn luôn thái độ lồi lõm bởi vì trong mắt anh ta cậu chỉ con của người hầu mà thôi. Cuối cùng Joshua đã có một cái giường êm ái không phải ngủ trong chuồng ngựa nữa rồi. Công tước Anus dành phần lớn thời gian ở Đế đô, sau khi kết thúc chính sự ông mới trở lại lãnh địa của mình để nghỉ ngơi. Hiện tại thực lực của Joshua rất yếu, việc quan trọng nhất cần làm bây giờ là phải nhanh chóng mạnh lên. Đêm hôm đó đợi khi mọi người trong phủ công tước ngủ say, Joshua đã lẻn ra khỏi nhà chính. Cậu muốn đi thăm mẹ của mình, ở kiếp trước bà đã mất khi đế chế xảy ra nội chiến lúc này trong một căn nhà nhỏ trên đồi đột nhiên vang lên tiếng hét của một người phụ nữ thì ra là ba tên lính hồi sáng bị rốt xua bón hành đã đi tìm mẹ cậu để báo thù bởi vì thằng con hoang không biết điều của ngươi mà bọn ta mới bị kỷ luật trong lúc phản kháng mẹ của Joshua đã cắn vào tay tên lính đang khống chế mình, hắn tức giận đẩy ngã cô ấy xuống đất. Bọn chúng muốn thủ tiêu mẹ của Joshua ngay tại nơi này vì đã có công tước phu nhân chống lưng. Ngay khi thanh kiếm sắp đâm vào cổ cô ấy thì một tiếng hét vang lên, dừng tay lại. Không biết từ lúc nào Joshua đã tiến vào căn phòng, Ánh mắt phẫn nộ tỏa ra vô tận sát cơ. Ba người các ngươi đừng nghĩ tới chuyện sống sót rời khỏi đây. Không ngờ bên trên trần nhà còn có một người bí ẩn đang trốn ở đó. Thanh niên đầu vàng này tên là Ken, một trong ba hiệp sĩ do công tước Asnus đích thân tuyển chọn. Joshua lạnh lùng nói với Ken, những tên lính kia đang làm hại người của phủ công tước, dựa theo luật lệ thì nên xử lý bọn chúng như thế nào? Ken không ngờ Joshua chỉ là con hoang của công tước lại có thể nói ra những lời nói sắc bén như vậy. Anh ta lập tức rút kiếm tất nhiên là những kẻ đó sẽ bị xử lý ngay tại chỗ. Với kiếm pháp điều luyện của mình, Ken chỉ múa vài đường cơ bản đã nhanh chóng hạ được hai tên trong số bọn chúng. Ngay khi Ken định vung kiếm chém vào cổ tên cuối cùng thì Joshua đột nhiên bảo anh ta dừng tay lại. Ken cho rằng những kẻ này dám đe dọa người của phủ công tước nên cần phải bị trừng phạt. Nhưng thân phận của Joshua dù gì đi nữa vẫn là con của công tước, cuối cùng Ken đành phải nghe theo mệnh lệnh của cậu và thu kiếm vào trong vỏ. Thực ra Joshua rất muốn giết tất cả những kẻ dám có ý đồ hại mẹ của mình nhưng nếu cậu thật sự làm như vậy thì rắc rối sẽ xảy đến càng nhiều thực lực của cậu vẫn còn quá yếu chưa thể vạch mặt với công tước phu nhân Joshua bảo bọn chúng hãy cút đi và không được phép tiết lộ chuyện ngày hôm nay với bất cứ ai. Ken cảm thấy Joshua hành động rất lý trí, không giống với một đứa con hoang bị bỏ lại chủ ngựa. Ken nói với Joshua khi các hiệp sĩ phục vụ trong phủ công tước đến tuổi 23, bọn họ sẽ được phép lựa chọn chủ nhân mà mình muốn cống hiến. Một năm sau Ken sẽ bước sang tuổi 23, anh ta muốn được làm cận vệ của Joshua bởi vì Ken cảm thấy cậu có tiềm lực rất lớn, anh ta luôn tin vào trực giác của mình. Sau khi Ken rời khỏi căn phòng mẹ của Joshua mới bước đến nhìn con trai, Joshua lập tức nhào vào lòng của mẹ. Lúc này cậu thật sự biết ơn Thượng Đế vì đã cho mình cơ hội trở về quá khứ để sửa chữa sai lầm và tiếc nuối. Ở kiếp trước Joshua đã có công giúp Hoàng đế thống nhất đất nước trong thời kỳ chiến loạn. Thế nhưng Hoàng đế cai sơ lo sợ thế lực của Joshua quá lớn sẽ đe dọa ngai vàng của mình. Hắn đã âm thầm cấu kết với những người đồng đội của Joshua để hãm hại anh. Joshua chưa từng có ý định tạo phản, cả đời anh chỉ chiến đấu vì hòa bình của đế chế. Không ngờ một người anh hùng đã cống hiến tất cả cho hoàng đế lại có kết cục bi thảm như vậy. Trong lúc Joshua cảm thấy tuyệt vọng nhất, tử thân ngân thương Lugia đã bộc phát nguồn năng lượng thần bí đưa Joshua trở lại quá khứ. Ngày hôm sau phủ công tước chuẩn bị đón tiếp hai vị khách quan trọng. Đó là bá tước Posen và con gái của ngài ấy, tiểu thư Aislinn. Aislinn là một thiên tài ma pháp nổi tiếng, năm 9 tuổi đã bắt đầu theo chương trình chuyên sâu. Hơn nữa cô bé còn sở hữu đỉnh cấp thiên phú khiến người ta ghen tị, có thể tự động cảm nhận và sử dụng mana không cần thông qua chỉ dạy. Tại khu vườn phía bắc của công tước, ở đó có một tảng đá cổ. Kiếp trước Joshua thường tới nơi này để cảm thấy gần gũi với người mẹ quá cố. Đây cũng chính là nơi mà cậu đã tìm ra tử thần ngân thương Lugia. Joshua cắn đầu ngón tay của mình rồi để máu chảy xuống ma pháp trận dưới mặt đất. Một cánh cửa không gian lập tức hiện ra ngay trước mắt cậu, đây chính là lối vào dẫn đến tàn tích cổ đại. Joshua cảm thấy ngạc nhiên vì kiếp trước tiến vào nơi này vẫn chưa bị phá hủy. Bên trong ngôi đền chính giữa bệ đứng, Lugia đang bị xiềng xích ở đó. Nhưng lần này Joshua tiến vào ngôi đền thì Lugia đã không thấy đâu nữa, trên bệ đứng chỉ còn lại một thanh sắt. Khi Joshua chạm tay vào thanh sắt thì từ đó đột nhiên tỏa ra một luồng quang mang chói mắt. Mở mắt ra, Joshua phát hiện trước mặt cậu là một khoảng không trống vắng. Thanh sắt vừa nãy lại hiện ra và nói nó chính là linh hồn của quỷ thần Lugia chẳng lẽ tử thần ngân thương cũng bị thay đổi sau khi trở về quá khứ cùng với Joshua. Lugia tiết lộ trong cơ thể của Joshua tồn tại hai nguồn năng lượng, thời gian dài bọn chúng sẽ ăn mòn cơ thể của cậu. Nếu Joshua muốn kiểm soát bọn chúng thì bắt buộc phải trở nên mạnh hơn, cảnh giới tối thiểu là ma thuật giáo cấp 4. Ma thuật giáo chính là cổ ma thuật mà Joshua đã từng học ở kiếp trước, nhờ nó mà cậu mới tìm ra cách cấy mana vào cơ thể của mình. Ở thế giới này, kiếm được xem là binh khí mạnh nhất còn giáo chỉ là một thứ vũ khí mỏng manh nhưng dựa vào tử thần ngân thương trong tay Joshua vẫn có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, từ đó trở thành hiệp sĩ mạnh nhất của đế chế Avalon. Cho dù là những thanh kiếm sắc bé nhất đế chế cũng không thể đỡ nổi tử thần ngân thương của cậu. Nếu như Joshua đạt đến ma thuật giáo cấp 4, cậu sẽ có thể sử dụng mana bao nhiêu cũng được mà không để lại hậu quả. Sau đó Lugia đã đưa Joshua trở lại với thế giới thực. Cậu không muốn lãng phí thời gian nên lập tức bắt tay vào việc tu luyện. Dựa vào kinh nghiệm tích lũy ở kiếp trước, Joshua đã có thể luyện thành ma pháp giáo cấp 1 chỉ trong một thời gian ngắn. Tức thứ nhất, tập trung mana tại một điểm xác định và đâm về phía trước bằng sức mạnh bùng nổ. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi Kaiser, ta sẽ trở nên mạnh hơn và lấy đi tất cả mọi thứ từ ngươi Lúc này tại phòng tiếp khách của phủ công tước Anus, ngoài hai bố con bá tước nhà Ponsen thì còn có một tiểu thư của gia tộc công tước Pontia. Cô gái tóc đỏ này chính là tiểu thư Cheryl, con gái của công tước Pontia. Cheryl hỏi công tước cô nghe nói rằng con trai của người vợ lẽ đã hạ được ba tên lính, không biết chuyện này có thật không. chifon nói đó chỉ là tin đồn thôi. Cậu chủ Joshua bẩm sinh thân thể yếu ớt sao có thể hạ gục được ba người đàn ông khỏe mạnh chứ? Công tước Anos nghĩ rằng con trai mình đã trúng phải lời nguyền không có mana. Chifon đã xin công chức cho phép anh ta xác nhận điều đó có thật hay không, Joshua sẽ phải đấu với một hiệp sĩ trong gia tộc. Nhìn mặt khứa này là biết hắn đang nghĩ cách để hại anh bên đây mà. Sau đó Ken đã được gọi đến phòng làm việc của Chifon. Ken kể lại vụ việc mẹ của Joshua bị tấn công thì Chifon tỏ ra không quan tâm, trong mắt hắn thì thân phận của vợ lẽ cũng chỉ là một người hầu mà thôi. Chifon đã quyết định ủng hộ cậu chủ Ba Beo nên hắn tuyệt đối sẽ không để Joshua cản đường của mình. Chifon đã giao cho Ken một nhiệm vụ, trong lúc đấu tập với Joshua hãy trích một lượng nhỏ mana vào bên trong cơ thể cậu. Nếu Joshua thật sự bị nguyên rủa thì cơ thể của cậu sẽ bị sốc mana và không thể sống quá 10 ngày. Ken không ngờ thủ đoạn của Chifon lại độc ác như vậy. Để dọn đường cho cậu chủ Ba Beo, hắn sẵn sàng thủ tiêu cả con trai của công tước. Cũng may là Ken đã quyết định trung thành với cậu chủ Joshua nên sẽ không bao giờ làm hại cậu. Rất nhanh tất cả mọi người đã có mặt trong nhà thi đấu. Lần này Joshua đã xử lý tình huống mượt mà hơn. Cậu đã bái kiến công tước Anus theo lễ nghi quý tộc khiến ông rất vui. Ta không nhớ là đã dạy ngươi lễ nghi nhưng ngươi làm tốt lắm Joshua. Sau đó công tước Anus hỏi hai người chuẩn bị xong chưa, Ken lập tức trả lời tôi đã sẵn sàng thường ngài. Hình như ngươi đã hiểu lầm rồi Ken, ngươi sẽ đấu với Joshua không phải là ngươi mà là ba bèo. Bởi vì đây là một trận đấu tập nên cả hai sẽ không sử dụng kiếm thật, thay vào đó là kiếm gỗ dùng trong luyện tập. Ba cầm kiếm gỗ chỉ vào Joshua và nói hãy lấy vũ khí của mày ra đi. Thực ra Joshua đã sớm biết có người muốn cậu phải chết nên mới tạo ra một màn kịch thế này. Mỡ đấy mà húp, anh sẽ cho các chú thấy cái trình của anh như nào. Điều khiến mọi người bất ngờ là Joshua lại không chọn kiếm gỗ trên giá vũ khí mà lại chọn cán chổi lau nhà, ta chỉ cần thứ này thôi là đủ. Tiểu thư Cheryl đột nhiên cảm thấy tên nhóc này có chút thú vị. Trong mắt người khác vũ khí của cậu chỉ là một cây gậy vô dụng mà thôi. Công tước Anus hỏi Joshua ngươi thật sự nghiêm túc sao? cậu trả lời tất nhiên là thế rồi. Được thôi, vậy thì hãy bắt đầu đi. Công tước Anus cũng không quên dặn thằng con của mình không được sử dụng mana. Vừa vào trận thằng ô này đã bắt đầu gáy với men, mày nghĩ mày có thể chặn được kiếm của tao bằng cây gậy đó sao? Nói xong ba beo lập tức lao lên với một tốc độ vô cùng nhanh chóng, cơ mà Joshua phòng thủ quá tốt cộng thêm vũ khí của cậu có ưu thế về tầm xa nên hắn không thể tiếp cận. Rất nhanh ba beo đã bị trúng một gậy vào tay phải, hắn liền nổi giận nhục mạ Joshua là con hoang của vợ lẽ sinh ra cơ mà không chờ hắn mõm xong thì đã bị thọc thêm một gậy nữa vào bụng thốn tận rốn thằng cặn bã đổ phân ngựa sao mày dám làm như vậy với tao chứ trong cơn phẫn nộ ba beo đã kích hoạt mana bao phủ thanh kiếm rồi chém về phía joshua một vụ nổ xảy ra trong nháy mắt khiến mọi người không nhìn thấy gì thì ra joshua cũng đã kích hoạt mana của mình để phá chiêu thức của ba beo hắn vô cùng đố kỵ với joshua vì cậu chỉ là con vợ lẽ nhưng lại là thiên tài sở hữu mana khi mới 9 tuổi nếu như phụ thân coi trọng thằng con hoang này thì địa vị của mình sẽ bị đe dọa tuyệt đối không thể để nó sống được. Ba Bell đã rút kiếm thật ra khỏi vỏ, người con trai được phép thừa kế danh hiệu công tước chỉ có một mình ta mà thôi. Mười năm sau danh hiệu công tước và các quý tộc khác đều sẽ biến mất trong cuộc nội chiến đế chế. Nếu như từ bây giờ Joshua được hỗ trợ từ phía sau, thì điều này sẽ giúp cho kế hoạch của cậu tiến thêm được vài bước nữa. Vì vậy cậu nhất định phải trở thành người kế thừa danh hiệu công tước. Ngay khi hai người chuẩn bị tung ra chiêu cuối thì công tước Anus đã bảo bọn họ dừng tay. Babel không dám trái lệnh phụ thân nên chỉ có thể nhìn Joshua bằng ánh mắt oán hận. Ngay cả Chifon cũng bất ngờ trước tiềm lực của cậu, thằng con hoàng đó mới 9 tuổi mà lượng mana đã khủng khiếp như vậy sao? Ba tước Poseen đánh giá mana của Joshua còn nhiều hơn Ba Babel gấp mấy lần, đó là một loại mana mà anh ta chưa bao giờ thấy. Chifon đang định nói dòng mana của Joshua là một thứ gì đó rất nguy hiểm, nhưng hắn ta đã ngay lập tức phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của công tước Anus. Sau đó ông quay lại nói với Joshua tối nay hãy đến phòng của ta. Nghe được lời này, khuôn mặt của Chiffon và Babel đột nhiên biến sắc. Babel vô cùng ghen tị, phụ thân chưa từng bao giờ gọi ai vào phòng riêng của ông ấy cả. Tại sao một thằng nhóc hốt phân trù ngựa lại có thể nhận được đặc cách này chứ? Quan sát trận đấu ngày hôm nay khiến cho tiểu thư Cheryl vô cùng hưng phấn. Cô đã quyết định rồi, thiên tài trẻ tuổi như Joshua chỉ có thể thuộc về mình mà thôi. Ngày hôm sau, trong một căn phòng nọ, Chiffon đang liên tục bị một người phụ nữ tát vào mặt nhưng anh ta không dám phản kháng. Bởi vì người đàn bà đang đánh anh ta chính là vợ cả của công tước Anus, phu nhân Vanessa. Hơn nữa bà ta còn là chị gái của hoàng đế đương nhiệm, Đức vua Marcus. Sau khi nghe Chifon kể lại kết quả trận đấu hôm qua, công tước phu nhân vô cùng nổi giận khi biết con trai của mình đã thất bại trước đứa con của vợ lẽ. Thậm chí thằng con hoang đó còn là một thiên tài có thể sử dụng mana khi chỉ mới 9 tuổi. Nếu để cho Joshua tiếp tục trưởng thành thì địa vị của con trai bà ta sẽ bị đe dọa. Chifon tiết lộ thời gian gần đây công tước Anus đã bắt đầu chú ý đến Joshua. Mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn nếu bọn họ không nhanh chóng hành động. Để bản thân được công nhận là hiệp sĩ của đế chế Avalon, Joshua bắt buộc phải chiến đấu với một trong những hiệp sĩ hoàng gia. Phu nhân Vanessa cho rằng đó chính là thời điểm tốt nhất để diệt trừ Joshua, tuyệt đối không để bất cứ ai cản đường con trai của bà ta. Bên này Joshua đã tiến vào phòng riêng của công tước Anus. Ông nói với cậu đã lâu rồi ta không gặp ngươi, ngươi có thành kiến với ta sao? Joshua bình tĩnh đáp, không có thư công tước, bởi vì ngài bận việc chính sự nên không thể quan tâm con là điều hiển nhiên. Tuy nhiên Joshua có một yêu cầu, cậu muốn công tước đưa mình tới thủ đô Akadi. Có hai lý do cho việc này, thứ nhất sự xuất hiện của Joshua đã làm ảnh hưởng tới việc lựa chọn người thừa kế. Cách tốt nhất để ngăn chặn mâu thuẫn gia đình chính là đưa cậu tới nơi khác. Thứ hai nếu Joshua trở nên mạnh mẽ thì cậu sẽ có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho gia tộc. Gia tộc Anus sẽ vực dậy thêm một lần nữa, mấu chốt là kể cả hoàng thất cũng không nhúng tay vào chuyện này được. Tại thủ đô Akadi của đế chế Avalon có một nơi được gọi là Học viện Hoàng gia, ở đó chuyên đào tạo nhân tài cho quốc gia. Bọn họ chỉ thu nhận học sinh từ thành viên hoàng thất và dòng dõi quý tộc. Học viện gần với nơi làm việc của công tước Anus, ông nói mình sẽ đến thăm Joshua thường xuyên để huấn luyện cậu. Mặc dù ông là một trong năm bậc thầy kiếm thuật của đế chế Avalon nhưng Joshua vẫn từ chối bởi vì vũ khí mà cậu sử dụng là thương chứ không phải kiếm. Công tước cảm thấy ngạc nhiên tại sao lại là thương khi thấy cậu dùng cán chổi lau nhà để chiến đấu ông đã nghi ngờ rồi. Trên người công tước lập tức tỏa ra uy áp vô cùng mạnh mẽ, ngay cả joshua cũng không thể đứng vững trước khí thế của ông công tước nói với joshua ta sẽ tự mình kiểm tra ngươi hãy chứng minh rằng cây thương của ngươi có giá trị đi công tước anus là một trong chín cường giả mạnh nhất đế chế có thể luận bàn với ông là cơ hội nghìn năm có một nếu như joshua có thể thông qua bài kiểm tra của công tước thì nguyện vọng của cậu sẽ được đáp ứng ngược lại nếu cậu trượt bài kiểm tra thì sẽ phải nghe theo sự sắp xếp của ông joshua biết công tước muốn mình học tập kiếm thuật nhưng cậu rất tự tin vào thương pháp của mình Tại một nơi khác, phu nhân Vanessa đã liên lạc với người của bà ta ở đế đô thông qua quả cầu ma thuật. Bà ta đã nghĩ ra một âm mưu cực kỳ thâm độc để hãm hại Joshua, lần này đi tới thủ đô sẽ khiến cho cậu có đi mà không có về. Một lát sau Joshua đã bước ra khỏi phòng riêng của công tước, có vẻ như cậu đã thành công vượt qua bài kiểm tra của ông ấy. Lúc này ba Bell đi đến bảo cậu ra gặp một chút. Cơ mà Joshua không thèm quan tâm anh có chuyện để nói với chú sao. Chỉ thấy ánh mắt của ba Bell khác hẳn với thường ngày, hãy đấu lại với tao một trận khác thủ đô Acadie, tại cung điện hoàng gia Đức vua Marcus đã nhận được tin tức gia tộc công tước có một nhân tài mới nổi. Ông ta hỏi thuộc hạ chị Vanessa có một đứa con như vậy sao? Hình như không phải là con của phu nhân Vanessa thưa bệ hạ. Thiên tài đó là con của vợ lẽ, một người hầu trong gia đình công tước. Đức vua cho rằng một mình ba beo thôi đã là như kim cương trong đám sỏi rồi, không ngờ công tước Anus lại sở hữu cùng một lúc hai viên kim cương như thế. Các vị hoàng tử hiện tại khá là tài năng, nhưng đức vua lại đặt cho bọn họ yêu cầu quá cao, những điều kiện khó mà có thể đạt được Thuộc hạ tiết lộ có tin đồn Babel đã bị đánh bại bởi đứa con của vợ lẽ Hơn nữa tên nhóc đó chỉ mới 9 tuổi mà thôi Một đứa trẻ chỉ mới lên 9 lại có được tài năng như thế sao Ha ha thật là thú vị Vậy thì chúng ta phải mau xác nhận mới được Sắp tới công tước sẽ gửi Joshua đến học viện hoàng gia để học tập Theo như thuộc hạ dự đoán thì ít nhất thực lực của Joshua phải đạt cấp C Đức vua tò mò không biết Joshua mạnh như thế nào nên ông ta cũng sẽ xuất hiện ở đó ông ta còn có ý định gửi một trong số các hoàng tử đến đó có mắt chọn người là một trong những tài năng mà một vị vua nên có ở một nơi khác joshua và ba beo đã bắt đầu chiến đấu ba beo dùng kiếm thật còn cậu chỉ đánh tay không nhưng vẫn nằm ở kèo trên còn ba beo liên tục bị cậu ao chỉnh không thể ra đòn được hắn tức giận vung kiếm chém xuống thằng con hoang đừng có mà đánh giá thấp ta tuy nhiên chỉ với một cú đấm thì hắn đã bay ngược ra phía sau ba beo không muốn thừa nhận nhưng sự thật là đứa em cùng cha khác mẹ đã mạnh hơn hắn rồi Joshua bước đến trước mặt của hắn, không phục sao. Vậy thì đừng bao giờ quên ngày hôm nay, sau khi ăn một cú đấm từ kẻ mà bấy lâu nay ngươi luôn coi thường. Nếu như ngươi không chịu thay đổi cái thái độ đó, ta sẽ khiến cho ngươi cả đời này không thể cầm kiếm được nữa. Ba Bèo vừa tức giận vừa sợ hãi không dám làm gì Joshua, những giọt nước mắt bất lực của hắn đã rơi xuống. Sáng hôm sau thức dậy Joshua cảm thấy mệt mỏi vì hôm qua lỡ dùng quá nhiều mana. Mặc dù Joshua đã có thể điều khiển được mana nhưng cơ thể của cậu vẫn phải gánh chịu tác dụng phụ bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa cậu còn tưởng là ken đang tìm mình nhưng khi joshua đi ra mở cửa thì mới phát hiện người bên ngoài là tiểu thư cheryl của gia tộc công tước pontia vừa mới vào phòng cheryl đã bảo joshua hãy gọi mình bằng chị vì cậu ít hơn nhỏ 3 tuổi hay là vào trong nói chuyện chút đi chị có rất nhiều thứ tò mò về cậu đó joshua cơ mà nhỏ còn chưa kịp đi vào bên trong thì joshua đã đưa tay lên chặn cửa cậu ghé sát vào tai đối phương rồi nói nhỏ một câu chìm cút sau đó joshua đi về phòng của mình rồi đóng sầm cánh cửa lại bỏ lại Cheryl bên ngoài với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu kiểu gì luôn. Vài giây sau lại tiếp tục có tiếng gõ cửa vang lên, Joshua vô cùng tức giận con nhỏ này dai thiệt chớ. Vốn định mở cửa ra chửi cho nó một trận thì mới phát hiện là Ken đang tìm mình. Cậu chủ đang bận sao, vậy tôi quay lại sau cũng được. À không, ta chỉ nhầm anh với người khác thôi. Joshua hỏi Ken mọi thứ chuẩn bị tới đâu rồi, anh trả lời tôi đã sắp xếp xong hết rồi thưa cậu chủ. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu vì sao cậu chủ lại phải làm như vậy. Anh chỉ cần nghe theo lời ta thôi Ken, khi thời cơ chín mùi thì anh sẽ biết tại sảnh luyện tập của phủ công tước quân lính chưa từng tận mắt nhìn thấy joshua chiến đấu nên chuyện cậu là thiên tài bọn họ chỉ bán tín bán nghi nghe đâu hôm nay mọi người tập hợp là vì một hiệp sĩ từ xích huyết bọn họ cho rằng buổi luyện tập hôm nay phải khó khăn lắm đây rất nhanh sự xuất hiện của hai người đã khiến cho cả phòng chú ý hai người đó chính là ken và joshua ken tuyên bố buổi luyện tập ngày hôm nay sẽ do cậu chủ joshua hướng dẫn joshua tự giới thiệu ta là con trai thứ hai của công tước anus Kể từ nay ta sẽ huấn luyện tất cả các người. Những hiệp sĩ đang đứng đây có thể sau này sẽ trở thành những chỉ huy dẫn đầu đội tiên phong. Để đạt được mục tiêu đó thì kỹ năng chính là điều quan trọng nhất. Đó là lý do vì sao hôm nay ta sẽ đích thân kiểm tra và đánh giá sức mạnh của các người. Tất cả hãy lên hết cùng một lúc đi. Cái gì? Đây là đang đùa chúng ta sao? Cậu chủ Joshua không phải bị ngáo đá đó chứ? Đám người lập tức tỏ ra khinh thường khi biết người hướng dẫn huấn luyện của mình chỉ là một đứa trẻ 9 tuổi. Chỉ thấy Joshua cầm lấy một cây thương trong tay rồi từ từ bước xuống sân đấu sau đó cậu lập tức chỉ đầu thương vào một trong ba tên lính từng có ý định làm hại mẹ của mình sau khi thấy phản ứng của những hiệp sĩ ở đây có vẻ như ngươi vẫn chưa kể về ta với bọn chúng tên này lập tức quỳ xuống dập đầu xin cậu chủ hãy tha lỗi cho tôi tội đe dọa mẹ ta cũng đủ để ngươi đắp chiếu rồi nhưng ta sẽ bỏ qua chắc là ngươi cũng không muốn có kết cục giống như hai tên kia chứ lúc này thì mọi người mới bắt đầu tin hai tên lính lúc trước đã bị rốt xua xử lý đứng trước sự cầu xin của tên lính còn lại rốt xua vẫn quyết định cho hắn thêm một cơ hội nữa nếu như hắn thắng được Joshua thì mọi chuyện hôm nay cậu sẽ coi như không biết gì. Tên lính cho rằng đối thủ chỉ là một đứa trẻ, mình có thể thắng được. Nghĩ vậy hắn lập tức rút kiếm ra khỏi vỏ rồi lao tới Joshua với tốc độ nhanh chóng. Cơ mà đời không như là mơ, Joshua chỉ vung một thương duy nhất thì hắn đã bị đánh văng vào tường. Sau chiêu này hắn đã mất đi khả năng chiến đấu không thể đứng dậy được nữa. Thì ra cậu chủ Joshua thực sự là thiên tài có thể sử dụng mana khi mới 9 tuổi. Mục đích lập uy đã thành Joshua bắt đầu cao giọng dạy dỗ đám lính khinh thường đối thủ chính là một sai lầm nghiêm trọng trên chiến trường. Những ai còn nghi ngờ thực lực của ta thì cứ tiến lên, ta sẵn sàng nghênh chiến. Sau đó một hiệp sĩ đã bước tới trước mặt của Joshua. Anh ta quỳ một chân xuống đất, hiệp sĩ thứ 23 bái kiến cậu chủ Joshua. Tiếp theo tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt quỳ xuống, bái kiến cậu chủ Joshua. Nhìn thấy cảnh này Ken đã biết sự lựa chọn của mình là vô cùng chính xác. Chủ nhân của tôi, từ nay về sau tôi sẽ dốc hết sức để phò tá ngài. Bên trong phủ công tước, Tại phòng chờ dành cho khách tiểu thư Cheryl chỉ biết ôm gấu bông mà thở dài. Không ngờ tên nhóc Joshua còn nhỏ tuổi mà tính lóng như kem dám bảo mình cút đi. Lúc này người hầu đi vào thông báo các hiệp sĩ hoàng gia sẽ sớm tới đây. Có vẻ như tiểu thư Chero đến thăm phủ công tước là có mục đích gì đó. Trong phòng làm việc của công tước Anus, ông ấy đã biết chuyện Joshua trừng phạt một tên hiệp sĩ. Joshua giải thích tên hiệp sĩ đó là một trong những kẻ đã lăng mạ mẹ của cậu. Cậu trừng phạt tên đó là làm đúng theo luật vì hắn dám xúc phạm người nhà của quý tộc. Công tước có vẻ không vui, ông cho rằng đây là hành động trả thù nhất thời của một tên nhóc mới lớn không biết kiểm soát cảm xúc. Thế nhưng Joshua lại nói việc mà cậu làm chính là áp đảo bằng sức mạnh, gieo nỗi sợ vào trong lòng những kẻ đó thì bọn chúng sẽ không dám đe dọa mẹ của cậu nữa. Cuối cùng tất cả hiệp sĩ sẽ thấy được cậu cũng có dòng máu của công tước. Công tước thấy cũng có lý nên đã không còn để tâm chuyện đó nữa. Ông nói với Joshua hãy chuẩn bị đi, các hiệp sĩ hoàng gia chắc cũng sắp tới đây rồi. Bọn họ sẽ đánh giá mana của người. Người đàn ông này chính là hiệp sĩ đầu tiên của công tước Anus, biệt danh Hoàng Kim Sư Tử Armstrong. Khi biết được cả hai con trai của công tước đều là thiên tài anh ta rất vui. Tuy nhiên Chi lại cay cú cho rằng một trong đó là con của vợ lẽ thì chẳng có gì hay ho. Rất nhanh công tước Anus đã dẫn theo Joshua xuất hiện ở trước mặt của hai người. Bọn họ lập tức cúi chào công tước theo lẽ nghi quý tộc. Lần đầu tiên nhìn thấy Joshua, Armstrong đánh giá cậu trông có vẻ yếu ớt. Rất nhanh đoàn xe ngựa hoàng gia đã tiến vào phủ công tước. Chifon không ngờ đoàn xe lại đông như vậy, có vẻ như bọn họ đang hộ tống một người nào đó. Quả nhiên đúng như Chifon dự đoán, người ngồi bên trong xe ngựa là một thiếu niên tóc vàng. Cậu ta là tứ hoàng tử của đế chế Avalon. Tên hoàng tử kia cũng chính là Hoàng đế Sơ sau này, kẻ đã khiến cho Joshua mất đi tất cả. Trước đó vài ngày, thanh niên này lên là Joker, đội trưởng đội hiệp sĩ hoàng gia. Joker đã nhận được một nhiệm vụ bí mật từ phu nhân Vanessa, đó chính là hắn phải làm cho Joshua không bao giờ có thể chiến đấu được nữa. Lúc này công tước Anus đang tiếp đón tứ hoàng tử và các hiệp sĩ hoàng gia, trong đó có cả tên Joker đang nhìn Joshua bằng ánh mắt lạnh lùng. Tứ hoàng tử bước tới làm quen với Joshua, "Ta đoán cậu chính là thiên tài trong lời đồn." Nhìn vẻ mặt tươi cười của thằng cờ hó kia, Joshua chỉ muốn đi lên vã cho nó vài phát. Tên đội mũ trùm đầu lập tức nhắc nhở cậu chủ Joshua hãy xem lại thái độ của mình, cậu đang diện kiến hoàng tử đấy. Joshua nói với hắn, người duy nhất mà hiệp sĩ thể hiện sự tôn trọng chỉ có hoàng đế mà thôi. Có lý do gì để ta phải chú ý đến tứ hoàng tử danh tính không rõ ràng?" Nghe vậy một tên tóc đỏ lập tức rút kiếm muốn trừng phạt Joshua, các hiệp sĩ cũng giàn trận tiến về phía trước. Đầu đỏ tên là Bamon, hắn cho rằng Joshua chỉ là một đứa con hoang hốt phân dọn chủ ngựa mà thôi. Bên này Armstrong cũng nhanh chóng rút kiếm ra đứng chắn trước mặt Joshua. Bamon hỏi anh tại sao lại phải binh vực một tên nhóc hèn mọn như Joshua. Anh chỉ nói rằng bởi vì cậu chủ Joshua cũng là một thành viên trong gia tộc công tước thấy hai bên sắp nhảy vào trao đổi chiêu thức công tước Anus lập tức ngăn cản bọn họ. Áp lực của một trong chín hiệp sĩ mạnh nhất đế chế khiến cho ba mon không thể cử động được. Công tước nói với Joshua người đã cư xử không phải phép, hãy mau xin lỗi tứ hoàng tử. Tuy nhiên Kaiser lại tỏ ra khá là rộng lượng bảo cậu không cần phải xin lỗi đâu. Mặc dù còn trẻ nhưng Kaiser đã bộc lộ rõ tiềm chất của một vị vua trong tương lai. Kaiser còn cho rằng Joshua nói rất đúng, người duy nhất xứng đáng được tôn trọng bởi các hiệp sĩ chỉ có thể là hoàng đế mà thôi. Chỉ với vài câu nói đơn giản, Tứ hoàng tử đã hoàn toàn xoay chuyển tình thế. Kaiser quả không hổ danh là đứa con trai thông minh nhất trong số các hoàng tử của Đức vua Marcus. Thảo nào mà sau này hắn có thể thống nhất đất nước trong nội chiến, khiến mọi người cam tâm tình nguyện bán mạng cho hắn. Tuy nhiên kiếp này Joshua đã sống lại, cậu sẽ khiến mọi thứ phải thay đổi. Tứ hoàng tử Kaiser, một ngày nào đó ta sẽ tự tay chặt đầu của ngươi. Lúc này hiệp sĩ hoàng gia đã đề xuất một trận chiến để kiểm tra thực lực của Joshua. Tứ hoàng tử đã chọn đội trưởng đội hiệp sĩ Joker, hiện tại thực lực của Joker đang ở cấp B. Joker lập tức cảm ơn Tứ hoàng tử đã chọn mình, thuộc hạ nhất định sẽ làm thật tốt việc đánh giá mana của cậu chủ Joshua. Một lát sau tất cả mọi người đã đi đến sân tập của phủ công tước để chứng kiến trận đấu giữa Joshua và Joker. Trước khi bước vào trận đấu, Joker đã nói với Joshua rằng hắn nhất định sẽ khiến cho cậu phải hối hận vì dám xúc phạm Tứ hoàng tử và coi thường hoàng gia. Joshua bảo hắn mõm ít thôi bơi vào đây cậu cân hết. Trận đấu bắt đầu Joshua là người chủ động lao lên tấn công. Joker vô cùng khiếp sợ không ngờ thương pháp của cậu lại nhanh và ảo diệu đến vậy. Ngay cả lượng mana của cậu cũng cực kỳ lớn. Joker cho rằng thương chỉ có thể đánh tầm xa, nếu hắn tiếp cận được Joshua thì cậu sẽ thất bại. Thế nhưng ở kiếp trước sau bao nhiêu lần trải qua sinh tử trên chiến trường, Joshua đã sớm khắc phục điểm yếu của mình. Người nào cho rằng cậu sẽ thất bại khi bị thu hẹp khoảng cách là quá sai lầm. Tứ hoàng tử không ngờ Joshua lại có thể đánh ngang tay với một hiệp sĩ cấp B như Joker, thậm chí là Joshua còn đang ao trình trong kỹ thuật chiến đấu. Mũi thương di chuyển rất nhanh và khó đoán khiến Joker liên tục gặp khó khăn trong việc phòng thủ. Joker cho rằng nếu trận đấu cứ kéo dài thì người thất bại sau cùng sẽ là hắn. Nếu như Joker không thể hoàn thành nhiệm vụ của phu nhân Vanessa thì bà ta sẽ không tha cho hắn. Thế là Joker quyết định chơi bẩn, giải phóng mana của mình vượt quá cấp B. Rất nhanh Joshua đã trúng một đòn bị thương hộc máu. Thấy vậy Armstrong lập tức đứng dậy chuẩn bị đi xuống cứu viện, công tước Anus đã ngăn anh lại và bảo hãy cứ tiếp tục quan sát đi. Lúc này tình huống trên sân tập đã bị đảo ngược, Joker là người liên tục ra đòn ngược lại Joshua mới là người phải lui về sau phòng thủ. Ba mon hét lên giúp cờ rốt cuộc thì ngươi đang làm cái gì vậy? Hãy dừng lại ngay lập tức. Sau đó một vụ nổ bất ngờ xảy ra khiến cho đá vụn bay khắp phòng. Bụi mù nhanh chóng tản đi chỉ thấy giúp cờ đã bị Joshua xua đẩy lui hơn 10 mét. Hắn không dám tin mình vừa bị một thằng nhóc 9 tuổi đẩy lui, chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Thì ra không biết từ lúc nào Joshua đã triệu hồi tử thần ngân thương của mình. Quay trở lại trước đó vài giây, Joshua biết nếu trận đấu cứ tiếp tục kiểu này thì cậu sẽ thua. Với tình trạng hiện tại của cậu sẽ rất khó để làm điều này, nhưng cậu đã không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc kích hoạt tử thần ngân thương. Lugia, hãy nghe lệnh của ta." Sau đó cây thương đã xuất hiện trong tay của cậu. Chifon lập tức nhận ra tử thần ngân thương là một vũ khí được truyền ma thuật. Ngay cả tứ hoàng tử cũng phải nhận xét binh khí và kỹ năng chiến đấu của Joshua cực kỳ ấn tượng. Bên dưới sân tập, sau khi triệu hồi tử thần ngân thương, thể lực của Joshua đã hoàn toàn bị rút sạch. Nhìn thấy Joshua rơi vào trạng thái suy yếu, giúp cờ muốn nhân cơ hội này để hút cái mạng của cậu cơ mà đời không như là mơ vì ba mon đã đi xuống tuyên bố trận đấu tới đây là kết thúc sau đó anh ta cầm một thanh kiếm có hình dáng khác lạ rồi chỉ vào joshua nhân danh chúa trời từ lúc này trở đi con trai của công tước anus joshua thiếu gia đã chính thức trở thành một hiệp sĩ cấp c cậu chủ joshua xin hãy nhận lấy thanh kiếm của đức vua tứ hoàng tử ở một bên lập tức vỗ tay chúc mừng cậu mặc dù hiện tại cơ thể của joshua đã đạt đến giới hạn nhưng cậu vẫn không muốn cho mọi người ở đây thấy được sự yếu đuối của mình cậu chậm rãi tiến về phía trước để nhận lấy thanh kiếm của hoàng đế từ trong tay ba mon kể từ giờ phút này phủ công tước đã chứng kiến sự ra đời của thiên tài trẻ tuổi nhất đế chế avalon buổi tối hôm đó gia tộc anus đã tổ chức một cuộc họp tất cả mọi người ngồi ở đây đều là những thành viên nắm giữ vị trí quan trọng trong gia tộc chuyện là thời gian gần đây họ mới nhận được báo cáo từ những hiệp sĩ đã trở về sau chuyến đi thám hiểm tại vùng lãnh thổ phía bắc số lượng quái vật tấn công các ngôi làng ở đó đã tăng lên gấp đôi trong số bọn chúng sinh vật nguy hiểm nhất chính là yêu tinh đen trong khu rừng bóng đêm yêu tinh đen được xem là quái vật mạnh nhất với sức mạnh thậm chí có thể xé nát người lùn nổi tiếng với bộ da cường cáp kể cả pháp sư cấp 4 và hiệp sĩ cấp b cũng gặp khó khăn khi đối đầu với chúng vấn đề thứ hai liên quan đến gia đình công tước pontia công tước anus cho rằng có thể đây chính là lý do tiểu thư chero đến đây nên ông đã bảo armstrong hãy báo cáo sau cuộc họp lúc này chi đột nhiên giơ tay lên phát biểu tôi có một vài chuyện muốn nói về cậu chủ joshua cậu chủ joshua là một người bị lãng quên trong gia đình trước đây không hề có mana nhưng tại sao một người như thế lại đột nhiên trở thành thiên tài trẻ nhất đế chế? Chuyện đó không thể là do tài năng bẩm sinh được. Chifon cho rằng Joshua đã mượn sức mạnh từ một thế lực bí ẩn nào đó và điều này có thể gây ra nguy hiểm cho gia tộc. Hắn quay sang nói với Armstrong, anh cũng tận mắt chứng kiến rồi mà. Vũ khí của cậu chủ Joshua đột nhiên xuất hiện vô cùng quỷ dị, không ai thấy được nó đến từ đâu. Trước đó vũ khí của cậu chủ Joshua chỉ là thanh thép không có gì đặc biệt, không thể nào một thanh thép bình thường lại có thể bộc phát sức mạnh lớn như vậy. Mọi người nghe vậy cũng nửa tin nửa ngờ cho rằng Joshua đã sử dụng năng lượng hắc ám để trở nên mạnh hơn. Phép thuật hắc ám chính là cấm kỵ trên đại lục này, nếu chuyện đó là thật thì gia tộc công tước Anus sẽ gặp rắc rối. Thế là bọn họ bắt đầu đề nghị nên gửi cậu chủ Joshua đi đến một nơi nào đó thật xa. Ngay khi Chifon tưởng rằng kế hoạch của mình sắp thành công thì Joshua đã bất ngờ đẩy cửa bước vào phòng hội nghị của gia tộc. Cậu bước tới phía sau Chifon và nói với hắn nếu ngươi cho rằng ta sử dụng ma thuật hắc ám thì sao không tự mình kiểm chứng đi? Hãy thách đấu ta trong một trận đấu công khai, hay là ngươi không dám?" Chifon cay lắm nhưng không vội đáp ứng, hắn nghĩ rằng nếu có sai sót thì hắn sẽ phải trả giá cho lời nói của mình. Nếu thứ sức mạnh đó thật sự là của Joshua thì hắn sẽ thua mất. Thấy vậy Joshua lại tiếp tục chế nhạo đối phương. "Một trong ba hiệp sĩ tài giỏi nhất của phủ công tước mà không dám quyết đấu với một đứa trẻ con như ta à? Chifon ngươi thật sự khiến người ta thất vọng quá đó." Lúc này công tước Anos lập tức quát lớn bảo hai người dừng lại. "Có một thứ mà có lẽ ngươi đã quên Chifon." Ngươi không nhớ ai đã đánh giá mana của Joshua sao? Đó là pháp sư của hoàng gia, nếu cậu chủ Joshua mượn sức mạnh hắc ám thì những người đó đã nhận ra ngay từ đầu rồi. Cuối cùng công tước tuyên bố vấn đề của Joshua đã được giải quyết, còn có ai không đồng tình với điều này không? Trong lòng Chifon vô cùng căm tức nhưng cũng không dám phản đối. Tuy nhiên có một vài thứ vẫn cần phải kiểm chứng lại, sự kiện Joshua đột nhiên mạnh lên đã khiến cho tất cả mọi người trong phủ công tước cảm thấy nghi ngờ. Vì vậy để lý giải khả năng của Joshua công tước Anus đã quyết định sẽ tự mình dẫn cậu tiến vào khu rừng bóng đêm. Khi mà khu rừng bóng đêm được dọn sạch sẽ, ông sẽ đưa Joshua đến học viện hoàng gia ở thủ đô Akadi. Cho dù các thành viên khác trong gia tộc có nghi ngờ điều gì đi nữa, thì tài năng của Joshua vẫn là sự thật không thể phủ nhận. Theo như quy tắc của gia tộc Anus, cậu xứng đáng được trao một cơ hội công bằng. Chifon thầm nghĩ nếu chuyện này mà thành công thì sẽ không còn ai dám phản đối Joshua nữa. Ba Bell thiếu gia có thể sẽ mất đi quyền thừa kế danh hiệu công tước, Tuyệt đối không để cho thằng con hoang đó sống sót được, mình nhất định phải nhanh chóng diệt trừ nó. Joshua nói với công tước Anos cậu có một yêu cầu, đó là cậu muốn mẹ cùng đến thủ đô với mình. Chifon lập tức đứng ra phản đối, chuyện này không thể được phu nhân Vanessa sẽ không cho phép. Joshua lập tức đáp trả, vậy ý của ngươi là công tước phải cần sự cho phép của vợ mình vì chuyện nhỏ này à? Nghe đến đây Chifon lập tức cứng họng không trả lời được. Nếu như hắn còn tiếp tục ngăn cản thì sẽ bị xem là không tôn trọng công tước, thằng con hoang miệng lưỡi thật sắc bén. Sau đó công tước Anus đã cho phép Joshua được dẫn theo mẹ của mình cùng đi thủ đô. Ông cảm thấy Joshua không phải là một đứa trẻ bình thường, Ba Bel chưa từng khiến cho ông có cảm giác như vậy. Cuối cùng công tước Anus hỏi mọi người trong phòng họp còn ai khác có ý kiến về vấn đề này nữa không. Tất cả bọn họ đều đồng loạt cúi đầu, "Chúng tôi xin nghe theo sự sắp xếp của ngài thưa công tước." "Tốt lắm, không ai ý kiến vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong." Lúc này Ba Bel bất ngờ đẩy cửa bước vào phòng hội nghị của gia tộc, không quên quỳ xuống bái kiến phụ thân theo lễ nghi quý tộc công tước anus cảm nhận được con trai của mình đã thay đổi không còn dễ dàng trở nên mất kiên nhẫn như trước mà thay vào đó là thần thái bình tĩnh và trầm ổn hơn xưa joshua hỏi ba vào đây để làm gì Chifon lập tức chất vấn cậu chủ ba ở cấp độ cao hơn joshua hãy thể hiện sự tôn trọng với anh trai mình joshua hỏi lại thế ngươi là người phát ngôn của ba sao ta để ý ngươi luôn hành xử như thuộc hạ của ba người chủ duy nhất mà ngươi nên phục vụ là công tước anus Chifon liền sợ hãi giải thích hắn chỉ đang giúp cậu chỉnh sửa lễ nghi cho thích hợp thôi bất luận ở thời đại nào giữa chủ nhân và hiệp sĩ luôn tồn tại một ranh giới cho dù một hiệp sĩ tài giỏi đến đâu nhưng nếu vượt qua ranh giới đó thì bọn họ cũng sẽ bị trục xuất không ngờ ba beo lại rất bình tĩnh và bảo không sao cả không còn kiêu ngạo và khoe khoang dường như ba beo đã trở thành một con người khác ba beo nói với joshua hắn nhất định sẽ mạnh hơn cậu đừng nghĩ hắn sẽ dễ dàng chịu thua sau đó ba beo nói với công tước kể từ lúc này con sẽ chính thức từ bỏ quyền thừa kế của gia tộc anus điều này khiến cho những người luôn ủng hộ cậu ta cảm thấy lo lắng Công tước hỏi hắn ngươi mất hết tự tin vì tài năng của em trai mình rồi sao? Không phải thưa phụ thân, con chỉ muốn tuân thủ luật lệ của gia tộc, cạnh tranh một cách trung thực và công bằng. Công tước nói ông sẽ suy nghĩ về điều đó, cuối cùng buổi họp kết thúc ở đây. Bên trong căn phòng của phu nhân Vanessa, bà ta đã nghe chifon kể lại mọi chuyện xảy ra trong cuộc họp gia tộc ngày hôm nay. Khi biết được con trai chủ động đề xuất từ bỏ quyền thừa kế bà ta vô cùng tức giận. Không những thế sự kiện bà ta nhờ hiệp sĩ hoàng gia diệt trừ Joshua cũng thất bại. Chi Phon chỉ biết cúi đầu xin lỗi vì đã không thể giúp gì được cho phu nhân. Ta không trách ngươi Chi Phon, ba beo cứng đầu như phụ thân của nó vậy, ngươi không làm gì sai cả. Nhưng nếu thằng con hoang kia dám làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến địa vị của ba beo thì ta sẽ phải ra tay. Xin phu nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Phu nhân Vanessa lại hỏi gần đây Joshua đang làm gì. Chi Phon nghe nói sắp tới công tước dự định sẽ đưa cậu đến cung điện lóc. Nó nằm ở cực bắc và phải mất hai ngày để đi tới đó lũ quái vật từ khu rừng bóng đêm đang lộng hành vậy nên công tước định tự mình đi tiêu diệt bọn chúng phu nhân vanessa liền nói với chi trước khi joshua lên đường hãy chờ đãi hai mẹ con bọn chúng một bữa ăn cuối cùng ngày hôm sau người của phủ công tước đang chuẩn bị mọi thứ để tiến vào khu rừng bóng đêm trước đó công tước anus đã đưa cho joshua một chiếc nhẫn đây là một chiếc nhẫn ma thuật nó cho phép người dùng có thể sử dụng áo giáp ngay khi vừa nạp mana vào nhẫn joshua từng hỏi công tước không phải thứ này chỉ đưa cho người thừa kế sao đừng hiểu lầm ý ta Ta chỉ cho ngươi mượn bởi vì đó là đồ bỏ ở nhà kho. Khoảnh khắc ngươi sử dụng chiếc nhẫn, toàn thân sẽ được bọc một lớp áo giáp có chứa mana. Cái áo giáp có ký hiệu dòng tộc trên đó, nó sẽ giúp ngươi che giấu danh tính. Nói cách khác ý định của công tước là muốn Joshua tạm thời che giấu thân phận và tự chọn cho mình một cái tên mới. Đây là cố ý nói Joshua đừng gây rắc rối cho gia tộc Anus. Công tước đột nhiên hỏi Joshua, ngươi có từng hận ta không? Thật ra thì Joshua cũng không chắc bởi vì cậu chưa bao giờ hy vọng gì ở phụ thân của mình trong cuộc nội chiến 10 năm sau, ông ấy sẽ tử trận trên chiến trường. Bởi vì số lần Joshua gặp mặt phụ thân ở kiếp trước quá ít, nên cậu đã quên tất cả oán hận dành cho ông rồi. Trước khi lên đường, Joshua đã gặp lại tứ hoàng tử Kaiser. Kaiser nói với cậu sau khi xong việc hãy đến thủ đô gặp ta, ta chắc chắn sẽ giúp người Joshua. Từ đầu tới cuối gương mặt của Kaiser vẫn luôn mỉm cười thân thiện. Tiếng cười đó pha trộn lọc lừa và dối trá thật đáng kinh tởm. Chú mày lại định dùng chiêu này để lừa anh như kiếp trước sao, nếu Kaiser không có thuộc hạ theo sau bảo vệ thì Joshua đã xiên cho hắn vài nhát bằng tử thần ngân thương của cậu rồi. Tuy nhiên lần này cậu vẫn phải gia nhập đoàn hiệp sĩ hoàng gia để gặp được người bạn thân của mình ở kiếp trước. Joshua cần thâm nhập vào hầm chứa bí mật của hoàng gia, bạn của cậu đang ngủ say ở trong đó. Joshua nói với Tứ hoàng tử cậu sẽ suy nghĩ về vấn đề đó, ta đang bận nên đi trước đây. Ba Mon cảm thấy khá bức xúc khi thấy Joshua không hề tôn trọng thành viên của hoàng tộc. Tứ hoàng tử lại nói không sao cả, sớm muộn gì thì Joshua cũng sẽ trở thành người của hắn mà thôi. Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra. Joshua sẽ không trở thành con rối của Hoàng gia nữa đâu, lần này sẽ đến lượt ngươi, Kaiser. Dưới sự lãnh đạo của Công tước Anus, đội thám hiểm khu rừng bóng đêm đã được tổ chức nhanh chóng. Thành viên của đội thám hiểm khá đơn giản, một huyết xích hiệp sĩ, một ma pháp sư cấp 4 và một trăm người khác. Trên đường đi Joshua không hiểu sao mà thằng Babel ở phía sau cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Một tiếng sau đội thám hiểm đã đi tới lâu đài lóc, tòa thành nằm liền kề với khu rừng bóng đêm. Binh lính trong thành lập tức đi ra đón công tước. Người đàn ông này tên là Robin, một cựu hiệp sĩ cấp cao đã phục vụ cho gia tộc Anus rất lâu về trước. Công tước và Robin đang chào hỏi thì có hai người khác lại đi ra. Tên béo này là Tử Tước Bách, lãnh chúa của Thành Lóc và cũng là họ hàng xa của phu nhân Vanessa. Còn cô bé bên cạnh là Anna, con gái của ông ta. Vừa ra ngoài thì Bách đã quát do so ngươi phải báo cho ta ngay khi ngài công tước đến đây chứ. Một tên hiệp sĩ già như ngươi thì làm sao có thể chịu trách nhiệm về vấn đề an toàn của nơi này trái ngược khi đối mặt với công tước thì ông ta lại lộ ra vẻ mặt lấy lòng đây không phải là ba beo thiếu ra sao trong cháu còn đẹp trai hơn lần trước chúng ta gặp mặt nữa mãi sau bách mới nhìn thấy joshua trong đoàn người và hỏi đây là ai thế chi giải thích cậu là joshua thiếu ra con trai thứ hai của công tước anus nhưng không phải do phu nhân vanessa hạ sinh bách tò mò không biết joshua thiếu ra sở hữu dòng máu quý tộc nào vậy chi lập tức tiết lộ mẹ của joshua chỉ là một người hầu không có xuất thân cao quý Nghe vậy thái độ vui vẻ của tên lãnh chúa đột nhiên biến mất. Hắn nhìn rốt bằng ánh mắt khinh thường như muốn nói rằng cậu chỉ là một thằng con hoang. Công tước Anus lập tức lên tiếng xua tan bầu không khí căng thẳng. Chào hỏi như vậy là đủ rồi, ngươi có chuyện gì không bách? Hắn nói đã chuẩn bị một bữa tiệc tẩy trần để mời mọi người trong đoàn xe nghỉ ngơi. Công tước nói các hiệp sĩ của ta không yếu đuối như vậy, nếu cần thì họ đã nghỉ ngơi trên đường đến đây rồi, trong số các ngươi có ai cần nghỉ ngơi không? Mọi người đồng loạt trả lời, không có thương ngài. Tốt lắm, vậy thì chúng ta lên đường tiêu diệt quái vật thôi thấy vậy bách liền xin công tước cho mình đi theo đội thám hiểm các hiệp sĩ của ông ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng công tước hỏi ông ta thế còn con gái của ngươi thì sao ngươi muốn dẫn con gái mình đến một nơi nguy hiểm như khu rừng bóng đêm sao về chuyện đó thì ngài không phải lo lắng đâu thưa công tước bởi vì anna có thể sử dụng ma thuật tinh linh triệu hồi tinh linh là một năng lực mà chỉ người được chọn mới có thể sử dụng nếu xét về số lượng tinh linh thuật sư thì còn ít hơn cả ma thuật sư các đế quốc cũng chỉ sở hữu khoảng 100 tinh linh thuật sư cấp thấp. Ở kiếp trước Joshua chưa từng nghe nói đến một tinh linh thuật sư nào tên là Anna. Thế nhưng gương mặt của Anna lại làm cho cậu có cảm giác quen thuộc, giống như đã nhìn thấy ở nơi nào đó rồi. Cuối cùng công tước Anus đã đồng ý cho người của lãnh chúa Beck được đi theo đội thám hiểm. Trước khi lên đường lão ta còn thái độ lồi lõm với anh Men, thằng nhóc kia ta sẽ để mắt đến ngươi. Lúc này tại Hoàng Cung, Đức Vua đã biết được tài năng thật sự của Joshua không chỉ sở hữu mana khi mới 9 tuổi mà còn có thể đánh ngang tay với đội trưởng giúp cờ của đội hiệp sĩ hoàng gia. Người đàn ông đang đứng ở trước mặt của đức vua tên là Evergrand, một trong những ma thuật sư mạnh nhất đế chế. Đức vua hỏi ông ta có biết được tiềm lực của Joshua mạnh cỡ nào không? Ông ta trả lời rất khó giải thích, lấy ví dụ như so sánh Joshua với các hiệp sĩ hoàng gia. Hiện tại hai bên thực lực ngang nhau nhưng chắc chắn sau 10 năm nữa hoặc thậm chí là ít hơn, bọn họ sẽ không phải là đối thủ của Joshua. Đức vua cảm thấy chuyện này rất thú vị, Ông muốn tự mình quan sát Joshua. Ha ha ha, con trai của gia tộc Anos, với tài năng đó, hắn sẽ trở nên hoàn hảo. Chuyển cảnh đến khu rừng bóng đêm, mặt trời sắp lặn nên đội thám hiểm đã quyết định cắm trại ở giữa rừng. Điều này khiến cho lãnh chúa Beck vô cùng lo lắng, bởi vì khu rừng bóng đêm là một nơi cực kỳ nguy hiểm tràn đầy quái vật. Mọi người trong đoàn có thể sẽ rơi vào mai phục của bọn chúng. Robin không khỏi khinh thường, lãnh chúa chỉ là một tên béo tham lam hèn nhát. Khi màn đêm buông xuống, lũ quái vật sẽ tiến vào thị trấn đặc biệt trong suốt thời gian trăng máu, bọn chúng sẽ trở nên hung dữ hơn bình thường. Công tước Anus cho người dựng trại ở nơi này chính là để tiếp cận lũ quái vật nhanh hơn. Sau đó ông quay sang hai đứa con trai và bảo hãy nghỉ ngơi sớm đi để chuẩn bị cho cuộc chiến tối nay. Nào ngờ Joshua không ngủ mà lại cầm tử thần ngân thương đi vào rừng một mình. Tuy nhiên ở phía sau có một kẻ nào đó đang bí mật theo dõi cậu, thì ra là lãnh chúa Beck đang nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Trên thế giới có một loại khoáng thạch được sinh ra từ ma thuật và sức mạnh nguyên thủy, vì vậy các ma thuật sư cổ đại gọi nó là đá nguyên tố Hiện nay toàn đại lục mới chỉ có 5 viên đá nguyên tố Đá nguyên tố có năng lực biến ma thuật sư cấp 1 thành ma thuật sư cấp 3 Nó là một món đồ không chỉ ma thuật sư mà cả hiệp sĩ cũng thèm muốn Theo trí nhớ của Joshua thì một trong những viên đá nguyên tố đang ở nơi sâu nhất của khu rừng bóng đêm Nếu lấy được đá nguyên tố thì nó sẽ giúp cậu có thể kiểm soát được sức mạnh của mình khỏi bị mất không chế Trên đường Joshua bất ngờ phát hiện một con yêu tinh đen May mắn là nó vẫn chưa nhìn thấy cậu nên cậu đã nắp vào một gốc cây gần đó. Yêu tinh đen mạnh hơn hầu hết các ma thuật sư cấp thấp, ít nhất phải là hiệp sĩ cấp B thì mới có thể đấu lại nó. Yêu tinh đen thường hoạt động một mình nên cậu có thể hạ gục nó bằng cách đánh lén. Nhưng Joshua còn chưa kịp hành động thì trăng máu đã xuất hiện trên bầu trời, con yêu tinh đột nhiên trở nên hung dữ không ngừng gào thét. Rất nhanh nó đã phát hiện ra vị trí của Joshua, cũng may là cậu đã kịp thời lùi lại né được cú đấm của nó khi hiện tượng trong máu xảy ra Joshua không phải là đối thủ của yêu tinh đen nên cậu phải mau chóng chạy trốn cậu cần xóa hết dấu vết của mình nhanh nhất có thể và chờ nó đi qua cậu đã dùng kỹ thuật từ người bạn kiếp trước của mình là vua ám sát điều khiển hơi thở và mana để hòa mình vào thiên nhiên xung quanh cho dù con yêu tinh có đứng ngay cạnh Joshua thì nó vẫn sẽ không thể phát hiện ra cậu sau khi không tìm được thứ gì nó lập tức bỏ đi cậu cũng nhân cơ hội đó mà lập tức chạy trốn di chuyển trên cao sẽ an toàn hơn là ở dưới đất nào ngờ Joshua lại không may đáp xuống một cành cây đã mục nát, cành cây bị gãy khiến cho cậu lập tức rơi xuống đất. Kết quả vị trí của cậu đã bị yêu tinh phát hiện. May mắn đây chỉ là một lũ yêu tinh bình thường không to lớn như yêu tinh đen. Lũ yêu tinh nhanh chóng lao lên tấn công tên con người đã xâm phạm khu rừng của bọn chúng. Joshua lập tức sử dụng chiêu thức thứ hai trong ma thuật giáo là cuồng long phong thương đánh bại tất cả bọn chúng. Mỗi một con lao vào đều bị chúng phải một thương chí mạng lên bàn thờ ngay và luôn. Tuy nhiên để thi triển được chiêu này thì Joshua cũng phải tiêu tốn khá nhiều mana. Dựa theo hướng di chuyển của bầy yêu tinh, cậu nhận ra bọn chúng đang tiến về nơi dựng trại của đội thám hiểm. Cậu cần phải tìm ra đã nguyên tố càng nhanh càng tốt để tập hợp với mọi người. Lúc này tại khu dựng trại có một hiệp sĩ đang đi tuần xung quanh. Bất chợt anh nghe thấy tiếng động gì đó ở bụi cỏ phía sau, thì ra là một con yêu tinh không biết từ lúc nào nó đã tiếp cận nơi này. Hơn nữa yêu tinh cũng không chỉ có một con mà toàn bộ khu trại đã bị bọn chúng tập kích. Các hiệp sĩ lập tức rút kiếm ra chống trả quyết liệt mà không biết rằng đây mới chỉ là quân do thám. Lực lượng chủ chốt của quân địch vẫn đang nấp ở trong rừng để chờ đợi thời cơ, bọn chúng không chỉ có một mình yêu tinh mà còn nhiều loại quái vật khác nữa. Bởi vì lũ yêu tinh chỉ là quân do thám nên bọn chúng không phải là đối thủ của các hiệp sĩ trong đội thám hiểm. Tuy nhiên mục đích thực sự của quái vật chính là tiêu hao thể lực của mọi người. Quả nhiên sau khi thấy trận hình của đội thám hiểm bị rối loạn, lũ quái vật còn lại đang trốn trong rừng đã phát động tấn công. Nhất thời mọi người bị quân số đông đảo của bọn chúng dọa sợ. Bọn chúng chắc phải có đến cả ngàn con, chúng ta không thủ được đâu, mau rút lui thôi. Chi Phon lập tức quát lớn, kẻ nào dám bước ra khỏi khu trại này sẽ bị trừng phạt. Sau đó hai bên bắt đầu lao vào đánh giáp lá cà, cuộc chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt. Ban đầu chỉ là những con quái cấp thấp xuất hiện nên đội thám hiểm đã chiếm lợi thế. Tuy nhiên bên phe quái vật đã nhanh chóng chui ra một con yêu tinh đen, khi trăng máu xuất hiện nó lại càng trở nên hung dữ và nguy hiểm. Chi Phon lao lên định cho nó một kiếm nhất kích tất sát. Cơ mà yêu tinh đen rất mạnh đã đi đường quyền với Chi Phon khiến hắn bay ra xa thấy được sự nguy hiểm của yêu tinh đen, mọi người vô cùng sợ hãi lập tức bỏ chạy tán loạn, anh em mau chạy đi chúng ta sẽ bị xé xác nếu bị nó bắt được đó. Ngay khi tinh thần của đội thám hiểm sắp tan vỡ thì công tước Anus đã xuất hiện. Trong tay của ông là một thanh kiếm có hình dạng kỳ lạ với phần thân kiếm rất to và nặng. Đám quái vật thấy ông thì cũng không sợ hãi mà trực tiếp lao tới. Đối mặt với bọn chúng công tước chỉ vung lên một kiếm, kinh phong phát ra lập tức thổi bay tất cả. Hàng trăm con quái vật đã biến mất chỉ với một đòn duy nhất. Đám còn lại thì bắt đầu sợ hãi run rẩy không dám tiến lên nửa bước. Đây chính là sức mạnh của công tước Anus, một trong chín cường giả mạnh nhất đế chế Avalon. Lúc này ở tận sâu trong khu rừng bóng đêm, Joshua đã bước qua vô số cái xác của những con quái vật dám cản đường cậu. Cậu bước tới một phách núi và nói, "Bronto." Không gian trước mặt lập tức bị sụp đổ sau tiếng gọi này. Lại nói về công tước Anus, chỉ với một kiếm ông đã khiến cho hàng trăm con quái vật bay màu. Nhận thấy đây là thời cơ thích hợp lãnh chúa Beck lập tức hành động. Ông ta chạy tới hỏi Chi Phon, Joshua thiếu gia đã đi đâu rồi? Tôi không nhìn thấy Joshua thiếu gia, có thể là cậu ta đã bỏ chạy để sống sót. Đúng là thằng con hoang do người hầu sinh ra, không hổ danh là rác rưởi. Nghe vậy đám hiệp sĩ cũng bắt đầu bàn tán chẳng lẽ Joshua thiếu gia vì sợ chết nên đã trốn đi thật sao, thật đáng hổ thẹn cậu ta còn không bằng ba beo thiếu gia. Thấy đám người ồn ào công tước Anus lập tức hét lớn các ngươi đang làm cái gì vậy, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Ba beo là người đầu tiên cầm kiếm lao vào quân địch để biểu hiện trước mặt phụ thân. Vì danh dự của gia tộc Anus, tất cả hiệp sĩ hãy theo ta xông lên. Ha ha ha, nhìn xem lũ yêu tinh đang chạy cong đuôi lên vì sợ kìa. Chúng ta sẽ khiến cho bọn chúng không bao giờ ra khỏi khu rừng này được nữa. Bất ngờ đám yêu tinh định trốn vào rừng thì bị một thứ gì đó đánh bay. Thì ra ở trong rừng vẫn còn một lũ yêu tinh đen, con nào con nấy đều có cơ thể to vật vã. Hiện tượng trong máu càng làm cho yêu tinh đen trở nên điên cuồng, những ai dám cản đường đều bị bọn chúng tàn sát. Hiện tại tình thế đã đảo ngược, phe bị dí là hiệp sĩ chứ không phải quái vật nữa. Lúc này một luồng sấm sét đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, ở trên cao là một thân ảnh nhỏ bé đang cầm trong tay cây thương màu bạc. Sau đó một cú đánh sấm chớp đã nện vào đầu con yêu tinh đen, nó lập tức nằm bẹp dưới đất không động đậy. Ánh mắt của phon và Lãnh Chúa Beck đột nhiên biến thành khiếp sợ, bởi vì người mới hạ gục yêu tinh đen chính là Joshua, đứa con hoang mà bọn chúng vẫn luôn khinh thường. Chuyện này thật vô lý, tại sao lại có thể như vậy chứ? Lãnh Chúa Beck lập tức hét lớn ngươi đã sử dụng chiêu trò gì, một thằng nhóc như ngươi không thể đánh bại yêu tinh đen được hắn cho rằng điều này chỉ là trùng hợp mà thôi, có thể trước đó công tước đã làm cho nó yếu đi rồi. Joshua thừa biết công trạng của mình kiểu gì cũng sẽ bị hạ thấp. Vậy thì cậu sẽ tặng cho tất cả những người ở đây xem cái trình của cậu như nào. Ngay khi bầy yêu tinh đen lại tiếp tục tấn công mọi người, Joshua đã xông tới nó trước cả hiệp sĩ của đội thám hiểm. Cậu lập tức tung ra một thương sấm sét, hai con quái nhanh chóng bị đập bay chỉ trong một đòn. Tận mắt chứng kiến kỳ tích xảy ra lãnh chúa Beck đã không thể ngụy biện được nữa da của yêu tinh đen thậm chí không bị chảy xước gì khi chịu các vết chém của hiệp sĩ cấp b vậy mà nó lại bị joshua thiếu gia đánh bại chỉ với một thương joshua thiếu gia quả nhiên là thiên tài trẻ tuổi nhất của đế chế avalon sau khi sử dụng tuyệt chiêu toàn bộ sức lực của joshua đã bị rút sạch một con yêu tinh đen nhân cơ hội muốn giết cậu may mắn khoảnh khắc nguy hiểm công tước anus đã kịp thời tiêu diệt nó bằng thanh kiếm của ông nằm trong lòng phụ thân joshua thầm nghĩ cảm giác này thực sự cũng không tệ cuối cùng cậu đã kiệt sức mà ngất đi khi mở mắt ra cậu phát hiện bên dưới là dinh thự của công tước Anus đang bốc cháy. Cái gì thế này, đây là một giấc mơ sao? Lúc này bên trong dinh thự có một bóng người bước ra, trên tay người đó cầm thanh cự kiếm của công tước Anus. Tuy nhiên người đó không phải là công tước mà là Babel, trông dáng vẻ của anh ta dường như đã trưởng thành. Chẳng lẽ thứ mà Joshua đang quan sát chính là tương lai khi cuộc nội chiến xảy ra sao? Có vẻ như chuyện này có liên quan đến viên đá nguyên tố mà cậu đã lấy được trong rừng bóng đêm. Ở kiếp trước ngay cả những ma thuật sư vĩ đại cũng không thể khám phá ra hết khả năng của nó. Joshua còn đang suy nghĩ thì một cơn gió đột nhiên xuất hiện. Tiếp theo ba Bell đã bị một thứ gì đó công kích, bị thương nặng anh ta lập tức hụy xuống. Không ngờ người đã tấn công ba Bell lại chính là Anna và tinh linh cao cấp của cô ta. Tại sao con gái của lãnh chúa Beck lại tấn công ba Bell chứ? Bọn họ là họ hàng của nhau cơ mà. Mặc dù đang ở ngay cạnh nhưng Joshua lại không thể nghe thấy bọn họ nói chuyện gì, giống như là âm thanh đã bị một thứ gì đó chặn lại sau đó một người đàn ông xuất hiện trong làn khói mờ ảo có vẻ như đối phương muốn ba beo quy hàng nhưng anh ta đã từ chối cuối cùng ba beo đã bị tinh linh cấp cao của anna sát hại bụi mù tản đi nhanh chóng lộ ra gương mặt của người đàn ông đó joshua chỉ kịp thốt lên một tiếng thằng khốn Rasia rồi tất cả chìm vào bóng tối joshua giật mình tỉnh lại trên một chiếc giường mọi thứ cậu vừa trải qua chỉ là một giấc mơ không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi cậu đang định xuống giường thì cơ thể đột nhiên cảm thấy vô cùng đau đớn đây chính là tác dụng phụ của việc chiến đấu quá sức để phát huy sức mạnh của tử thần ngân thương cậu cần mau chóng thăng cấp ít nhất thực lực cũng phải đạt đến hiệp sĩ cấp b viên đá nguyên tố mà joshua lấy được có thuộc tính lôi đó là lý do vì sao những đòn tấn công của cậu lại mang theo sức mạnh sầm xét đá nguyên tố vẫn là một bí ẩn của đại lục này joshua cần phải tìm hiểu thêm về nó mải suy nghĩ joshua không nhận ra công tước cũng đang ở trong phòng ông nói với cậu ngay sau khi chúng ta đến công quốc ta sẽ đến thủ đô akadi ngay lập tức như những gì ta đã giải thích trước đây Ngươi sẽ không đi với tư cách là con trai của gia tộc Anus. Bây giờ ngươi chỉ là đứa con duy nhất của gia đình tử tước Frederick đang trên bờ vực phá sản. Tạm thời đó là danh tính mới của ngươi. Công tước đã nghe thấy Joshua la hét trong lúc ngủ mơ. Ông hỏi cậu tại sao lại biết được cái tên Dracia đáng nguyền rủa đó. Tuy nhiên Joshua chỉ im lặng không trả lời. Cuối cùng công tước đã bước ra khỏi phòng và bảo cậu nghỉ sớm. Tại phòng bí mật của cung điện Locke, lãnh chúa Beck hỏi chifon tại sao phu nhân Vanessa lại chưa diệt trừ thằng con hoang đó. Chi trả lời không phải vì phu nhân không muốn mà là không có cơ hội để ra tay, ai mà ngờ một thằng nhóc dọn chuồng ngựa lại ẩn giấu tài năng phi thường đến vậy. Ngay cả ba beo thiếu gia được dạy dỗ bởi các hiệp sĩ giỏi nhất trong phủ công tước cũng không mạnh bằng nó. Thậm chí thằng nhãi bẩn thỉu đó còn không nhận được bất kỳ giúp đỡ hay chỉ dẫn từ ai. Lãnh chúa Beck nghi ngờ sức mạnh của Joshua đột ngột xuất hiện có khi nào cậu đã giao kết với thế lực quỷ dữ. Chi tiết lộ các ma pháp sư hoàng gia đã kiểm tra Joshua rồi nhưng họ không phát hiện được gì. Lão nói mình sẽ tiếp tục để mắt tới đứa con hoang đó, con gái của lão anna cũng tình cờ được mời nhập học tại học viện hoàng gia vào ngày đội thám hiểm quay về từ lâu đài lóc một đại tiệc đã được chuẩn bị trong dinh thự anus bữa tiệc còn chưa kết thúc nhưng joshua cảm thấy không khỏe nên định về phòng nghỉ ngơi đang đi thì cậu bị một ông già gọi lại ta tới để thông báo với cậu chủ joshua đã có một bữa ăn được chuẩn bị sẵn mọi người đều đang chờ cậu bữa ăn này được phu nhân vanessa đích thân chuẩn bị cả mẹ của cậu phu nhân lucia cũng tham dự joshua lập tức đi tới phòng ăn bên trong có ba người là phu nhân vanessa Chiffon và mẹ của cậu. Vậy ra ngươi là Joshua, đây là lần đầu chúng ta gặp mặt nhỉ. Cậu cúi đầu xin chào phu nhân, tôi là Joshua Anus. Nghe tới đây phu nhân rất tức giận, một thằng con hoang mà cũng dám xưng họ Anus sao. Thế nhưng thái độ của bà ta thay đổi rất nhanh. Ta nghe nói ngươi sắp tới kinh thành, tiếc là chúng ta chưa thể có cơ hội gặp nhau đàng hoàng. Mẹ của Joshua rất vui khi biết con trai mình đã trở thành một hiệp sĩ cấp C và có thể theo học tại học viện Hoàng gia. Phu nhân Vanessa nói bà ta rất áy náy vì đã không lưu tâm tới mẹ con Joshua. Bữa tối hôm nay chính là để chúc mừng Joshua trở thành hiệp sĩ. Sau đó bà ta bảo người hầu hãy mang đồ ăn lên. Joshua nhìn qua một số món ăn ở trên bàn, khuôn mặt của cậu bất giác nở nụ cười bí hiểm. Phu nhân Vanessa nói, ta mong qua bữa tối nay sẽ kéo gần lại khoảng cách giữa hai bên. Phu nhân Lucia lập tức thưởng thức bữa tiệc không chút nghi ngờ. Khoảnh khắc khi cô sắp đưa thức ăn vào miệng, thì phu nhân Vanessa đang nở một nụ cười âm hiểm. Joshua lập tức đứng dậy bảo khoan đã, trước khi bắt đầu dùng bữa tôi muốn gửi lời xin lỗi. Phu nhân vì hai mẹ con chúng tôi đã phải nhọc công nhiều rồi. Bà ta nói không sao đâu, hai mẹ con cứ thoải mái dùng bữa đi. Phu nhân đối tốt với chúng tôi nhưng hai mẹ con tôi không thể nhận tấm chân tình này được. Trước mặt phu nhân còn chẳng có mấy đồ ăn, vậy mà trước mặt mẹ con chúng tôi lại có nhiều món ngon thế này. Thì ra Joshua đã phát hiện toàn bộ đồ ăn trên bàn đã bị hạ độc. Chất độc này rất khó để phát hiện ra và cũng không để lại nhiều dấu vết. Joshua nói với phu nhân Vanessa tại sao chúng ta lại không cùng ăn với nhau nhỉ? Bà ta bắt đầu ấp úng, ta đang giảm cân nên không thể ăn nhiều được. Phu nhân không cần duy trì vóc dáng đâu, người vốn đã rất xinh đẹp rồi việc đó không cần thiết. Phu nhân trong lòng tức giận, thằng nhóc danh ma nó đã biết trong đồ ăn có độc rồi sao? Joshua tiếp tục hỏi sao phu nhân không nói gì, cũng đâu phải phu nhân bỏ độc vào thức ăn đúng không? Chi lập tức hét lớn Joshua thiếu ra sao cậu dám cư xử hỗn xược với phu nhân như thế. Ánh mắt của Joshua đột nhiên trở nên lạnh lùng những gì ngươi đang làm mới là hỗn xược đó hãy nhớ lấy thân phận của ngươi ta chỉ nói chơi thôi nhưng nhìn phản ứng của ngài hiệp sĩ chi đây người không thực sự bỏ độc vào đồ ăn đấy chứ phu nhân nghe vậy chi lập tức rút kiếm ra muốn trừng phạt joshua vì dám xúc phạm phu nhân joshua cũng không sợ hãi nhanh chóng triệu hồi tử thần ngân thương cả hai đang chuẩn bị trao đổi chiêu thức thì một giọng nói bất chợt vang lên các ngươi đang làm gì thế ở một nơi khác thuộc hạ của tứ hoàng tử đã xuất hiện để báo cáo tình hình với cậu ta người có thư từ joshua thiếu ra thưa điện hạ Vậy sao? Không biết cậu ta sẽ trả lời đề nghị của ta như thế nào đây? Thuộc hạ tin rằng cậu ta sẽ chấp nhận thôi. Hội lệnh kỳ là nơi tất cả kỵ sĩ của vương triều luôn ước ao đặt chân tới, chỉ có kẻ ngốc mới từ chối. Tuy nhiên ngay sau khi đọc xong bức thư tứ hoàng tử đã xé nát nó. Thú vị lắm Joshua, chưa từng có ai dám từ chối ta. Trở lại phòng ăn của phủ công tước, cuộc chiến giữa Joshua và Chiffon đã bị ngăn cản bởi công tước Anus. Chuyện này là như thế nào? phu nhân vanessa giải thích bà ta chỉ muốn mời hai mẹ con joshua dùng bữa tối mà thôi công tước nói với joshua sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm hãy nghỉ ngơi sớm đi sau khi mẹ con cậu rời khỏi phòng ăn công tước và phu nhân mới nói chuyện với nhau chàng quan tâm tới đứa người hầu và thằng con hoang đó như vậy sao ta biết chúng ta kết hôn không phải vì tình yêu mà là hôn nhân chính trị gia tộc có ý nghĩa như thế nào với chàng thì ba beo cũng quan trọng với ta từng đó nếu như có ai dám cản đường con trai của ta thì ta sẽ không để yên đâu chàng là công tước cao quý nhất của vương triều ta mong chàng hiểu được phép tắc cơ bản chỉ thấy ánh mắt của công tước đột nhiên trở nên sắc bén vậy thì phép tắc cơ bản của nàng chính là hạ độc trong thức ăn của người khác sao nàng nghĩ ta không biết chuyện này ư muốn người khác không biết trừ phi mình đừng làm tuy nhiên phu nhân vanessa vẫn là người của hoàng thất nên công tước không thể công khai trừng phạt bà ta ngày hôm sau người của phủ công tước đã tập trung đông đủ chuẩn bị khởi hành tới thủ đô Akadi. trước khi đội xe xuất phát tiểu thư cheryl đã chạy tới tiễn joshua Cô bé còn đưa cho cậu một cái huy hiệu. Đây là biểu tượng của gia tộc Pontia, khi ngươi tới thủ đô hãy ghé thăm nhà ta. Ban đầu Joshua vốn không muốn nhận cơ mà con nhỏ lại giở trò mít ướt ăn vạ. Vì không muốn mọi người tiếp tục bàn ra tán vào nên cậu đành phải đồng ý với nhỏ. Bốn ngày sau, mọi người đã đi tới tư dinh của gia tộc Anus ở kinh thành. Mấy năm trước Ken đã từng đến nơi này một lần với công tước. Joshua phát hiện ngoại trừ Ken là kỵ sĩ, những người còn lại đều chỉ là người hầu mà mẹ đem theo nếu như có bất chắc thì một mình Ken sẽ rất khó để bảo vệ được mẹ. Sau khi tham quan nơi ở mới Joshua dặn dò Ken phải để mắt tới mẹ mình, cậu có việc ra ngoài một chút. Buổi tối hôm đó Joshua một mình đi dạo kinh thành phồn hoa, nơi này vẫn y hệt như hàng chục năm trước. Cậu đi tới trước cửa một quán rượu, đang định gõ cửa thì một người xuất hiện tưởng cậu là trẻ lạc. Joshua lập tức nói với đối phương ta tới để tìm một đồng xu đỏ được chôn sâu dưới lòng sông. Nghe xong câu này anh chàng kia nhanh chóng chỉ đường cho cậu. Đối phương dẫn cậu vào quán rượu, bên trong phòng kín có một đường hầm bí mật dẫn xuống lòng đất ở bên dưới là một hệ thống đường hầm rộng rãi có người canh gác nghiêm ngặt sau khi tiến vào một căn phòng anh chàng kia hỏi joshua cần thông tin gì điều bất ngờ là đối phương còn biết được danh tính thật sự của joshua con trai thứ hai của công tước anus xin tự giới thiệu tôi tên là zero người chịu trách nhiệm quản lý chi nhánh akadi của nguyệt môn joshua nói mình đang tìm kiếm cổ vật gia truyền của gia tộc tử tước ovis đã biến mất vài thập kỷ trước cậu muốn biết nó ở đâu Zero bảo tổ chức của anh ta cần thời gian một tuần để điều tra, rồi hỏi cậu còn cần gì nữa không. Chỉ thấy Joshua lại tiếp tục nói ra mật ngữ. Người tìm thấy đồng xu đỏ chôn giấu dưới lòng sông sẽ nhận được phước lành từ Nguyệt Môn. Zero khiếp sợ, tại sao tên nhóc này lại có thể biết được truyền thuyết bí ẩn nhất tổ chức. Joshua nói với Zero, nếu ngươi đồng ý với điều kiện của ta thì ta sẽ giúp ngươi tìm biểu tượng đó. Xin hãy để ta nghe qua các điều kiện đã, sau đó ta sẽ quyết định. Điều kiện đơn giản thôi, nói cho ta nghe mọi thứ về Dracia Belgrade ý cậu là thần chiến tranh gracia sao đã hai tháng kể từ lúc joshua nói chuyện với zero của nguyệt môn thời gian này cậu luôn chăm chỉ luyện tập để cho dồi sức mạnh để đảm bảo an toàn cho mẹ của mình cậu đã quyết định gửi mẹ đến một tòa thành khác và rồi chỉ còn lại một tuần trước khi đến lễ nhập học tại học viện hoàng gia đúng hẹn zero đã đến dinh thự để gặp joshua ánh mắt của kênh nhìn anh ta vô cùng cảnh giác joshua nói với kênh cậu biết người này không cần phải căng thẳng vậy chuyện thể nào rồi zero tất nhiên là tôi đã hoàn thành xuất sắc đây chính là vị trí của thứ mà ngài muốn tìm. Joshua hỏi phí dịch vụ là bao nhiêu thì Zero trả lời miễn phí. Thứ này là cổ vật gia truyền của một gia tộc tử tức nhưng trong mắt Nguyệt Môn nó cũng chỉ là thứ đồ bình thường mà thôi. Lần tới Nguyệt Môn sẽ trả hết những việc ngài đã nhờ, vậy thôi ta đi đây. Sau đó Joshua mới mở ra đồ vật mà Zero đã đưa cho cậu, bên trong chính là thông tin mà Nguyệt Môn thu thập được. Vài thập kỷ trước, gia tộc tử tước Ovis từng là gia tộc ma thuật nổi tiếng trong vương triều Avalon. Người đứng đầu gia tộc Ovis đã dễ dàng đánh bại những kỵ sĩ đạt đến cảnh giới bậc thầy. Thế nhưng gia tộc huy hoàng đó đã bị sụp đổ sau một cuộc thanh trừng chính trị. Trên tờ giấy Joshua còn phát hiện ra một cái tên, Baron Axen. Theo như Ken biết được thì Baron là một thợ rèn bóng đêm vĩ đại, Baron rất nổi tiếng trong thế giới ngầm. Ông ấy có sức ảnh hưởng lớn tới nỗi, tất cả vật phẩm xuất hiện ở chợ đen đều đã từng qua tay ông ấy. Hơn nữa ông ta còn là anh trai của lãnh chúa Beck. Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài có hai vị khách tới chơi. Đó là hai bố con tử tước nhà Rebecca. Người đàn ông đầu chọc này chính là Thợ rèn bóng đêm Baron, ông ta là một trong ba nhân vật có ảnh hưởng lớn trong thế giới ngầm ở thủ đô. Nhưng lúc này Baron lại đang tỏ vẻ nhịn nọt lấy lòng với một tên nhóc, "Cơn gió nào đã mang ngài tới lãnh địa nghèo nàn của tôi vậy tiểu công tước?" "Thời hạn cho thỏa hiệp của chúng ta đã qua rồi Baron." "Thưa tiểu công tước, yêu tinh rất hiếm nên muốn săn được chúng rất khó, xin ngài cho tôi thêm chút thời gian." Chỉ thấy tên nhóc lạnh lùng nói, "Ta giao cho ngươi việc này không phải để nghe những lời biện minh." một tuần là quá đủ rồi nếu ngươi vẫn không bắt được lũ yêu tinh đó thì ngươi sẽ không còn được tự do hưởng lạc ở kinh thành nữa đâu bố của tên nhóc tiểu công tước là cận thần mà hoàng đế tin tưởng nhất một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn trong quân đội vì thế mà ngay cả lão đại của thế giới ngầm như baron cũng không dám đắc tội cậu ta bên trong xe ngựa của tiểu công tước thuộc hạ hỏi cậu ta tại sao ngài lại cần tìm yêu tinh trong thời gian gấp gáp như vậy chuyện này e rằng khó mà làm được tiểu công tước chỉ mỉm cười ngươi nghĩ điều quan trọng nhất để một lãnh chúa thống trị nô lệ là gì đó chính là mùi nhử và roi da khi những tên nô lệ đã ăn no cần phải có roi da đe dọa thì bọn chúng mới làm việc đàng hoàng nỗi sợ chính là điều quan trọng nhất để kiểm soát mọi thứ thuộc hạ hiểu rồi nếu như baron không thể tìm được yêu tinh trong thời gian một tuần thì tiểu công tước sẽ khiến cho ông ta đạt đến đỉnh điểm của sợ hãi và rồi ông ta sẽ trở nên ngoan ngoãn vâng lời khi thấy được sự khoan dung phải nói rằng tên nhóc này còn ít tuổi mà thủ đoạn và tâm kế đã vô cùng thành thục quay trở lại dinh thự của công tước anus ở thủ đô Joshua đang tiếp đón hai bố con tử tước nhà Rebecca. Ở kiếp trước tử tước Ponsel là một quý tộc bình dân nên Joshua rất có thiện cảm với ông ấy. Ông ấy luôn tôn trọng tất cả mọi người bất kể giai cấp của bọn họ là gì. Chính vì thế tử tước Ponsel luôn bị những quý tộc khác chế giễu và coi thường. Bốn người đang chào hỏi lẫn nhau thì tên tiểu công tước lúc trước bất ngờ tiến vào dinh thự. Vừa nhìn thấy tiểu thư Iceland đôi mắt của tên nhóc này lập tức sáng lên. Tại sao ở thủ đô lại có vị tiểu thư xinh đẹp như thế này chứ? Thuộc hạ thầy Iceland vẫn im lặng thì lập tức quát lên đây là tiểu công tước còn không mau hành lễ nghe tới đây ken đã nhận ra tên nhóc này chính là con trai của đại thần trong triều sau đó tử tước bonsel đã thay con gái của mình cúi người xin lỗi tiểu công tước nhưng thằng nhóc kiêu ngạo này chỉ muốn tiểu thư iceland phải trực tiếp xin lỗi mình joshua bảo hắn đừng có làm loạn nữa bố của ngươi chắc phải vất vả lắm khi có một thằng con đầu đất như ngươi tiểu công tước cay cú mày vừa nói cái gì thế thằng kia thuộc hạ của nó cũng nhanh chóng rút kiếm nếu không muốn chết hãy khai tên ra ngươi dám chỉ kiếm vào ta sao ngươi sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Đối mặt với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của Joshua, tên thuộc hạ phát hiện bàn tay của hắn thế mà lại run rẩy. Bản năng của hắn mách bảo cậu không phải đứa trẻ bình thường mà là một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Sao thế Marker, còn đứng đấy làm gì mau dạy cho thằng nhóc kia một bài học đi chứ. Lúc này Joshua mới tự giới thiệu tên của mình là As của gia tộc tử tước Frederick, đây là danh phận giả đã được chuẩn bị từ trước. Ở một nơi khác, hai bố con lãnh chúa Beck đang ngồi nói chuyện với một người bí ẩn đeo mặt nạ. Tuy nhiên khuôn mặt của lão Beck lại có vẻ ngờ nghịch khóe miệng không ngừng chảy nước dãi. Không ngờ người đang nói chuyện với kẻ đeo mặt nạ lại là Anna con gái của lão. Khứa mặt nạ hỏi tiểu thư Anna triệu tập mình đến đây có chuyện gì? Anna tiết lộ gần đây có một tên quái vật đã xuất hiện trong gia tộc Anus. Đó là con trai thứ hai của công tước, mặc dù cậu ta chỉ là con của người hầu nhưng tài năng lại vượt xa anh trai cùng cha khác mẹ. Mục tiêu của Anna chính là chiêu mộ Joshua gia nhập vào tổ chức của cô ta. Mặc dù thế giới đều cho rằng đây là thời bình, nhưng mỗi đế chế hiện nay đều giống như những ngọn núi lửa sắp phun trào. Theo Anna nghĩ, vài năm tới chiến tranh giữa các đế quốc chắc chắn sẽ nổ ra. Không cần nói cũng biết tầm quan trọng của việc chiêu mộ nhân tài. Cô ta nhất định phải thu phục được Joshua vì cậu chính là thiên tài trẻ tuổi nhất đế chế. Trở lại với dinh thự của gia tộc Anus ở thủ đô, tiểu công tước nói hắn chưa từng nghe tới tên gia tộc của Joshua. Quỳ xuống, nếu ngươi thành khẩn cầu xin thì ta sẽ chỉ lấy đi một cánh tay của ngươi mà thôi. Joshua bình tĩnh trả lời hắn, có cái nịt. Tiểu công tước tức giận, mắc cơ trừng phạt nó cho ta tên thuộc hạ lập tức vung kiếm muốn chém vào người joshua thế nhưng cậu chỉ dùng tay không đã có thể đỡ được lưỡi kiếm sắc bén sau đó tập trung sức mạnh đi một đường quyền vào bụng của hắn chỉ với một cú đấm tên này đã đau tới mức không thể đứng dậy lúc này tiểu công tước mới bắt đầu hoảng rốt cuộc thì ngươi là ai nhưng hắn còn chưa kịp nói xong thì đã bị joshua đấm cho đi luôn hàng tiền đạo ơ ờ kìa dậy mà gái tiếp đi chứ bạn ơi đứng lên đi chúng ta vẫn chưa xong đâu cái vẻ mặt kiêu ngạo của mày đâu rồi hay là để tao chỉnh lại ảnh đại diện cho mày bây giờ tên thuộc hạ mới quỳ xuống cầu xin thứ lỗi chúng tôi đã mạo phạm ngài ta đã cảnh cáo ngươi rồi nếu một hiệp sĩ đã rút kiếm ra thì hắn phải chịu trách nhiệm cho hành vi đó ta không đủ rộng lượng để ban ân huệ cho kẻ thù mắc cơ chỉ biết dập đầu không ngừng đến mức chảy máu vậy thì xin ngài hãy lấy đi cánh tay của tôi và tha cho tiểu công tước hành động của tên hiệp sĩ này đã làm cho joshua nhớ đến một chàng trai ở kiếp trước một tên ngốc đã dâng hiến mọi thứ vì lợi ích của cậu như đã nói từ trước ta không đủ rộng lượng để ban ân huệ cho kẻ thù. Tuy nhiên ta vẫn sẽ ở lại thủ đô, nếu như tiểu công tước muốn lấy lại chiếc nhẫn của gia tộc mình thì hãy đến gặp ta. Còn không thì ta sẽ bán nó ra ngoài chợ đen. Phần mục của bộ truyện huyền thoại giáo sĩ trở lại đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tạm biệt mọi người.